Hương Yên nè, hiện tại giá cả thực phẩm cứ tăng giảm từng ngày à. Hiếu Nghĩa cầm tiền đi mua thực phẩm cho gia đình mà không biết là mình phải mua gì để cho vừa ngon mà có thể vừa tiết kiệm nữa. Về vấn đề này thì Phương Yên có thể chỉ cho Hiếu Nghĩa cũng như quý vị khán giả qua chuyên mục Tiêu dùng thông minh với chủ đề là bữa ăn 100.000, đúng và đủ chất cho 4 người ăn. Thưa quý vị và các bạn, công việc đi chợ nấu ăn của những bà nội trợ hàng ngày tưởng chừng là dễ nhưng không hề đơn giản một chút xíu nào, bởi vì chúng ta phải đảm bảo đủ chất dinh dưỡng mà vừa phải tiết kiệm chi phí. Tiêu dùng thông minh ngày hôm nay, Kim Hằng sẽ được chia sẻ đến quý vị thực đơn nấu ăn dành cho 4 người đủ chất nhưng chỉ với khoảng 100.000 đồng mà thôi. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu nhé. Chỉ với 100.000, bạn có thể linh động đi chợ cho 2 bữa ăn trưa và tối. Hôm nay, mua gì ở đâu sẽ gợi ý 4 thực đơn 100.000 để bạn có thể áp dụng ngay trong tuần này nhé. Thực đơn thứ nhất, bữa ăn trưa sẽ gồm những món như lá lốt cuốn thịt xay, đậu hũ sốt cà chua, rau cải luộc. Còn buổi tối sẽ là các món cánh gà chiên nước mắm, trứng ốp la, canh rau ngót, chuối tráng miệng. Và đây là thực đơn 100.000 thứ hai. Với bữa ăn trưa, các bạn sẽ chuẩn bị các món xíu mại sốt cà chua, đậu phụ rán và canh cải thìa. Bữa ăn tối, chúng ta sẽ thay đổi khẩu vị với các món ăn như hành tây xào thịt, trứng chiên, canh mồng tơi và cuối cùng là món đu đủ tráng miệng. Nếu đã chán các món thịt khi đi chợ cho ngày thứ ba, các bạn sẽ thay đổi nguyên liệu một chút nhé. Bữa trưa, chúng ta sẽ chuẩn bị các món cá nục chiên mắm, đậu phụ non chiên, canh bầu nấu tôm. Và bữa tối sẽ là những món ăn thanh đạm và ít dầu mỡ như thịt ba chỉ luộc, rau bí xào, canh hến thì là, sơ ri tráng miệng. Và đây là thực đơn cho ngày thứ tư. Bữa trưa các bạn sẽ chuẩn bị món cá diêu hồng chiên giòn, đậu phụ luộc, rau muống xào tỏi. Và bữa tối sẽ là các món thịt ba chỉ luộc, đậu que xào tỏi, canh cà chua trứng và ổi xanh tráng miệng. Quý vị và các bạn thân mến, để có được những món ăn ngon, không nhất thiết phải là một đầu bếp xuất sắc, mà chúng ta cần phải biết cách sơ chế, cũng như nằm lòng một vài bí quyết chế biến. Chẳng hạn, chọn mua được những con cá tươi ngon là bí quyết đầu tiên để món cá chiên được hấp dẫn. Như khi mua cá nục, bạn nhớ chọn những con chắc thịt, mắt lồi, có màu trong suốt và mang có màu đỏ hồng. Còn đối với cá diêu hồng, nên tinh mắt chọn những con bơi khỏe, nằm sâu dưới đáy hồ. Khi chế biến món cá chiên giòn, trước khi chiên thì bạn ngâm cá trong nước chanh pha loãng khoảng 5 phút sẽ có thể khử mùi tanh của cá đấy. Với món thịt heo luộc, để khử mùi tanh thịt heo, bạn có thể bỏ một củ hành đập dập và ít muối vào trong nước luộc thịt. Còn với món rau bí, rau muống xào, bí quyết để món này giòn và ngon đó là nên trụng sơ với nước sôi rồi xào với tỏi. Để rau tươi xanh hơn, đừng quên rắc thêm ít muối ngay khi xào. Ngoài ra, nước luộc rau cũng có thể được tận dụng để dùng làm canh bằng cách nêm thêm tí muối, bột nêm và chanh. Quý vị thân mến, như quý vị thấy đó, với tiêu chí đúng và đủ chất cho 4 thành viên nhưng chỉ với mức chi phí là 100.000 đồng. Hy vọng là tiêu dùng thông minh ngày hôm nay đã gợi ý cho quý vị để chúng ta thực hiện những bữa ăn sắp tới trong gia đình một cách thành công nhất.